Right, ok. Bảo tắt mic đi. Rồi, bây giờ anh sẽ quay trở lại cái phần mà chúng ta đang nói đến trong bài hôm trước, đó là phần data, database. Và chúng ta đang chuẩn bị làm việc với thằng Seeder. Tuy nhiên là các bạn cũng đã biết cách tạo Seeder rồi, biết cách cách để các bạn có thể chạy được một Seeder rồi. Thì vấn đề như thế này, đó là mục đích của thằng Seeder nó sinh ra để cho chúng ta tạo 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 dữ liệu đó. Thì quay trở lại cái bài toán hôm trước, chúng ta đang có cái database design á. Sorry, anh sẽ mở cái database design của buổi trước lên. Em bật sắc lam này đã. Rồi, chúng ta đang quay rồi. Thì cái database design hôm nay là buổi số 5. Anh không nhớ là anh đang để database design ở đâu. Rồi, chưa bàn đến, anh sẽ start server này đã. Ok. Anh sẽ sử dụng luôn cái terminal của thằng Laragon này cho nó tiện. Đây, folder đây. Rồi, ok. Thì database của chúng ta nó đang như thế này. Anh sẽ mở database của thằng này lên. Thằng database của Laravel khá là nặng. Có nhá, các bạn muốn học bù thì có thể học bù chiều mai nhá. Chiều mai có ai học bù được không? Buổi chiều ấy. Đây, cái thằng Laravel này thì nó có cái này để quản lý database, nó nhìn gần giống với thằng Navigate đúng không? Đây, và chúng ta đang có một cái database là Laravel Training, các bạn nhìn thấy đây không? Đây. Đó, và chúng ta có data ở đây như thế. Đó, chúng ta có data như thế này. Thì mục đích để các bạn xem cấu trúc của bảng các thứ thôi. Ok chưa? Thì bây giờ trước khi đi vào đăng data thì anh sẽ nói đến cái factory. Cái factory này dùng để làm gì? Sau đây các bạn anh đóng cửa nhé. Thì mục đích của cái thằng factory á, mục đích của thằng factory nó để giúp cho chúng ta tạo ra những cái data simple, nó không bị nhàm chán. Cái data simple của nó tạo ra thì nó sẽ fetch đúng cái format của từng loại data mà chúng ta cần. Thì anh lấy ví dụ như thế này. Anh sẽ tiếp nối cái document của buổi trước. Đây. Thì cái thằng factory, bản chất của thằng này là nó giúp cho chúng ta tạo ra được cái data sample. Và cái data sample này nó tại sao chúng ta lại cần nó, bởi vì là ví dụ như khi các bạn tạo ra dữ liệu là email đi đó, thì thằng này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái data sample chuẩn format của email, hay là format của số điện thoại này, format của địa chỉ IP, hay là ảnh, đặc biệt là ảnh. Các bạn sẽ không thể sử dụng bằng tay để tạo ra khoảng vài trăm nghìn cái ảnh được,
thì thằng này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo được cái điều đó, làm được cái việc đó. Thì trước khi nói đến thằng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thằng Faker này, chính là cái giúp cho chúng ta tạo ra dữ liệu. Thì để các bạn hiểu bản chất về thằng này thì bây giờ anh quay trở lại cái phần database của chúng ta. Thì buổi trước chúng ta đang làm như thế này, thì tạm thời chúng ta sẽ không làm như thế này nữa. Buổi trước anh làm để mà anh hướng dẫn các bạn test đó. Thì các bạn thấy là ở trong Laravel ấy, ở trong Laravel nó có một cái phần gọi là factory ở đây này đó, và nó có một cái class mẫu để chúng ta có thể tạo ra được một cái factory user như thế này. Ok chưa? Đó. Thì vấn đề là chúng ta phải hiểu cái này này. Cái thư viện để có thể sử dụng cho việc tạo ra cái data mẫu, thì thư viện nó chính là thằng Faker Generator này. Đó. Thì anh sẽ cho các bạn biết cái thư viện này hoạt động như thế nào. Thì anh cần các bạn hiểu bản chất, chứ Laravel ở đây nó chỉ sâu cho chúng ta là cách sử dụng thôi. Đây, thì bản chất thư viện này nó đã có sẵn ở trong Laravel, nó đã được include vào trong Laravel sẵn rồi. Đây, thì anh giới thiệu qua cái thư viện này, bản chất nó chính là thằng này các bạn nhé. Nó chính là thằng này. Và cách dùng của nó như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Đây, các bạn thấy này, đây chính là cái thư viện của thằng Faker. Không biết là lớp mình có ai đã mò vào cái thư viện này chưa? Đã mò vào cái repo này của nó chưa? Ừ, rồi. Đó, thì ở trong đây này, các bạn sẽ nhìn thấy là về cái phiên bản PHP thì không nói nữa, cái này các bạn tự xem nhé. Anh chỉ nói là những cái mà nó cung cấp cho chúng ta, cái này việc cài đặt thì chúng ta cũng không cần nữa. Đây, thì các bạn thấy là ở đây nó cung cấp cho chúng ta những cái phương thức để chúng ta có thể sử dụng nó. Đây, như thế này. Ví dụ, nó cung cấp cho chúng ta những cái liên quan đến text này, này words như thế nào này. Đó, kiểu như vậy. Và mỗi cái hàm này này, các bạn nhìn thấy là mỗi cái hàm mà anh chỉ vào đây này, nó là cách để chúng ta tạo ra những cái dữ liệu mẫu. Đây, ví dụ như đối tượng là user này, title này, về giới tính như thế nào, kiểu như vậy. Address thì hiển thị ra làm sao. Thì anh sẽ demo cho các bạn. Đây, quay trở lại đây. Thì các bạn thấy là để chạy được một cái file seeder thì chúng ta sẽ chạy với cú pháp như thế này. Anh sẽ vào thư mục của chúng ta. Đó. Thì có phải là khi mà các bạn chạy seeder thì nó sẽ ưu tiên chạy cái thằng này trước, và ở trong đây nó sẽ gọi đến cái seeder nào, có đúng không? Thì bây giờ anh giả sử anh tạo ra một cái file seeder cho, thôi rồi, dùng luôn cái user này đi để anh giới thiệu đã. Đây. Rồi. Bỏ đi. Đây. Thì các bạn thấy là cái factory này để dùng nó, các bạn chỉ cần yêu cái thư viện này vào như thế này. Anh sẽ kéo cái thư viện đó vào trong đây như thế này. Ok chưa? Làm thế nào để anh dùng thằng này? Thì anh sẽ dependent nó vào cái method run này. Thì anh để một cái biến Faker. Bình thường các bạn sẽ làm theo document của Laravel thì có thể nó sẽ khác anh làm đấy. Nhưng mà khi các bạn tạo dữ liệu lớn thì chắc chắn là các bạn sẽ không dùng theo cách default của Laravel được. Nó sẽ rất là chậm. Đây, anh dd cái này lên. Faker này. Đây. Thì các bạn nhớ là khi chạy cái câu lệnh seeder như thế này lên db2.seed thì nó sẽ chạy vào đâu? Nó sẽ chạy vào đây trước. Nó sẽ chạy vào đây trước các bạn nhé. Nó sẽ chạy vào cái class này trước. Sau đó ở trong đây nó sẽ chỉ định là chạy cái seeder này. Và nó sẽ chạy vào đây. Chúng ta xem này. Đây. Đó. Thì các bạn thấy đây là
Đây là cái thư viện của thằng Seeder, một cái object của thằng Seeder. Ok chưa? Đó. Và anh giả sử anh muốn lấy ra tên ngẫu nhiên, ví dụ như anh lấy ra 10 cái tên ngẫu nhiên như thế này. Y nhỏ hơn hoặc bằng 10. Và thôi. Chưa nói đến cái đó cũng. Anh sẽ echo ra. Anh sẽ return ra name thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta fetch được cái name này như thế này. Echo ra. Đây, thì các bạn thấy nó sinh ra cho anh một cái name, các bạn nhìn thấy ở đây không? Đây này. Chúng ta chạy thử lên. Đó, thì cái tên nó sinh ra này. Và mỗi lần nó sẽ sinh ra một cái tên khác. Mỗi lần cái hàm name nó được gọi. Các bạn có hiểu không? Đây. Và tương tự thì chúng ta có thể dùng email như thế này. Đây. Đó. Đây. Ok chưa? Và chúng ta cũng có thể dùng rất nhiều các phương thức, thì chúng ta sẽ lướt qua một vài cái phương thức của nó để chúng ta xem. Ví dụ như thế này. Đây. Các bạn có thể lấy ra phone number thì nó sẽ như thế này. Phone number. Đây. Thì anh chạy lên này. Anh sẽ được cái phone number. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Dữ liệu fake thôi. Đây. Và ví dụ như lấy ra tên công ty này, hoặc là các bạn lấy ra đơn vị time các thứ này. Đây, time zone này, email này. Đây. Rất nhiều loại này. Anh cũng không nắm được hết tất cả những loại ở đây, nhưng nhìn chung là sẽ rất nhiều. Hoặc là lấy ra những cái đường dẫn kiểu slug mẫu như thế này. Nó sẽ như thế này. Đây, chúng ta test thử thôi. Đây. Đó, nó sẽ sinh ra cho chúng ta những cái đường dẫn slug. Đây, kiểu như vậy. Sorry, slug này. Đây, URL slug này. Đây, để các bạn hiểu được bản chất về thằng này. 4 triệu bản ghi mà ghi cùng một lúc thì chắc chắn không được. Đây, slug nó sẽ dạng như thế này. Đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đây nhé. Thêm ở đây. Mục tiêu của chúng ta là đi tạo database cho cái tạo seeder cho database của chúng ta thôi. Và seeder của nó thì các bạn, nếu mà dùng thông thường, ví dụ bây giờ anh muốn tạo ra 1.000 user thì chúng ta đi định nghĩa một cái factory ở đây như thế này. Ok chưa các bạn? Trong đây user của chúng ta nó sẽ nằm trong module như thế này. Đó, anh sẽ nói qua thì tại vì đây có một cái user mẫu nên là anh sẽ làm luôn. Được chưa? Thì công việc của chúng ta ở buổi hôm nay sẽ là đi tạo dữ liệu cho thằng user trước này. Sau đó là dữ liệu cho câu hỏi. Thì trong câu hỏi sẽ có question luôn. Question. À sorry, trong câu hỏi thì sẽ có answer. Có answer luôn, được chưa? Sau khi có câu hỏi rồi thì anh sẽ tạo ra đề thi. Đó, gọi là cái exam ấy. Những cái đề thi đó thì sẽ có những câu hỏi nào. Được chưa các bạn? Và sau đó thì chúng ta sẽ fetch cái kết quả thi cho bảng result. Ok chưa? Thứ tự chúng ta sẽ tạo như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra khoảng 500 đến 1.000 user. User khoảng 500 đến 1.000. Thì chúng ta sẽ tạo như thế này. Các bạn nhìn thấy cái factory ở đây. Thì anh sẽ nói qua một chút. Thì cái array này này, nó sẽ phụ thuộc cách để chúng ta định nghĩa một cái factory thì các bạn định nghĩa theo giống cái file như thế này nhé. User factory. Cấu trúc như thế này.
tên bảng và factory là cái prefix của nó. Ở trong đây chúng ta sẽ định nghĩa như thế này, các bạn gọi cái module user vào. Và chúng ta sẽ, tại vì cái này Laravel định nghĩa sẵn rồi nên anh nói luôn. Trong đây chúng ta sẽ định nghĩa đầu tiên xem cột à, xem bảng user của chúng ta có gì. Thì các bạn thấy là user của chúng ta có name này, có email, phone, rule ở đây thì chúng ta chưa kê nhé, default nó đang là 1, có default à, default nó là 5, không quan tâm. Thì chúng ta sẽ định nghĩa ở đây, hình như là cũng không có remember token, thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đây, cái cột này chúng ta sẽ không có này, ok chưa. Password thì chúng ta sẽ dùng chung một cái password, hình như là thằng này nó cũng hỗ trợ cho chúng ta generate ra password đấy. Đây này các bạn này, đó, đây nó cũng hỗ trợ sinh ra cho chúng ta password, nhưng mà thôi password thì chúng ta sẽ để cố định hoặc là tùy các bạn. Đó, thì chúng ta password thì chúng ta sẽ để mã hóa như thế này rồi, ok, vẫn cứ dùng password theo thằng faker thì anh sẽ truyền đây là password, ok chưa. Thì bản thân những cái hàm này này, email này, name, sub email này, thì là nó sinh ra cho chúng ta những cái dữ liệu theo đúng cái format tiêu chuẩn. Ví dụ như email thì nó theo format của email, password thì nó là sinh ra những chuỗi demo dạng như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ mã hóa nó ở đây, ok chưa. Email verify us chúng ta không có thì chúng ta sẽ bỏ đi. Đây, đó, thì bảng của chúng ta chỉ có name là email, phone, anh ke anh chỉ quan tâm đến những cái này thôi. Và phone của chúng ta cũng phải unique đúng không các bạn, số điện thoại nó cũng sẽ phải unique, thì đây nó sẽ là phone number. Đây, được chưa, đó, nó sẽ là phone number. Và chúng ta sẽ có password rồi, 1, 2, 3, 4, rule tạm thời chưa cần nữa. Đó, rồi, ok. Bây giờ anh muốn tạo ra 1000 cái user thì chúng ta sẽ tạo ra nó như thế này. Thì ở thằng seeder thì chúng ta sẽ gọi nó vào như thế này. Các bạn gọi theo cú pháp đơn giản như thế này. Anh sẽ bỏ cái fetch này đi, bởi vì chúng ta dùng factory ở kia rồi. Chúng ta sẽ gọi, thì thằng Laravel nó cung cấp cho chúng ta một cái function là factory như thế này. Đó, chúng ta gọi vào hàm factory và ở trong đây chúng ta sẽ truyền cái user module vào. Đấy, như thế này. Được chưa? Và chúng ta quy định số lượng dữ liệu chúng ta sẽ tạo ra. Được chưa? Và chúng ta sẽ để với từ khóa là create như thế này. Đó, ok chưa. Thế bản chất của cái câu lệnh này nó sẽ làm gì? Thì bản chất của cái câu lệnh này nó sẽ giúp các bạn thực hiện công việc này. Rồi, 500 hoặc 1000 không vấn đề gì cả. Thì bản chất của câu lệnh này nó sẽ mapping cái factory này này, dựa vào cái thông tin mà chúng ta truyền đây, nó sẽ gọi sang thằng này, được chưa. Và mỗi lần gọi đến thằng này thì nó sẽ trả về một cái đối tượng user có tên khác nhau, email khác nhau, số điện thoại khác nhau. Đó, sau đó thì nó sẽ create, ok chưa, nó sẽ gọi vào 500 lần vào thằng này, được chưa các bạn. Chúng ta chạy thử đây nhé. Bây giờ để test thì chúng ta sẽ cao cái user lên này. Các bạn đã quen sử dụng cái Tinker chưa? Anh sẽ cao user lên. Thì hiện tại user của chúng ta sao nó lại báo là user add model nhỉ? Model user. Rồi,
sẽ là mô đồ như thế này. Đó thì user của chúng ta đang là 0. Ok chưa? Chúng ta sẽ chạy seeder lên. Đó, chúng ta sẽ tạo seed. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra xem này. Khi mà chúng ta tạo ra khoảng 1000 user. Đây, thì các bạn thấy là dữ liệu đây bắt đầu có. Dữ liệu trong bảng user lúc này nó bắt đầu có. À, ở đây anh cũng không quen dùng thằng này. Đây. Thôi rồi, ok. Dùng thằng này anh thấy không tiện lắm. Ok, anh sẽ tạo ra một tag mới để chúng ta có thể nhìn được cái dữ liệu của user. Đây, thì cái tag mới của chúng ta này. Thì lúc này các bạn cao thì user lên. Đó, nó đạt con số 500 rồi. Đây. Ok chưa các bạn? Thì các bạn có thể test thử user limit 10 để get nó ra. Anh lấy được 10 thằng. Đó, thì chúng ta sẽ có dữ liệu user như thế này. Và đảm bảo là email với số điện thoại sẽ không trùng nhau. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ bài toán của chúng ta là sẽ đi tạo ra cái gì các bạn? Chúng ta sẽ đi tạo ra nội dung gì? Chúng ta sẽ đi tạo ra nội dung cho thằng question đúng không? Thì thằng question chúng ta đang mong muốn là tạo ra dữ liệu khoảng bao nhiêu bản ghi? Thì chúng ta sẽ tạo ra một ngân hàng khoảng 1 triệu câu hỏi. Đó. Và mỗi câu hỏi đó thì các bạn sẽ làm gì? Đây. Thì mỗi câu hỏi đó chúng ta sẽ có các câu trả lời. Thì ở đây anh sẽ tạo ra một cái seeder. Anh sẽ make một cái seeder sẽ là question table. Đó, được chưa các bạn? Và anh sẽ có thằng question seeder này. Thì đồng thời anh sẽ tạo ra một cái factory là question factory ở đây. .php ở đây. Được chưa? Và anh sẽ lấy cái nội dung này sang. Đây, anh sẽ xóa bớt cái này đi, nhìn cho dễ. Đó. Đúng rồi, mỗi câu hỏi sẽ có 4 câu trả lời. Trong đó có 1 câu trả lời đúng. Ok chưa? Rồi, bây giờ ở bên thằng question thì anh sẽ làm gì? Thì anh sẽ đi xử lý để mà đưa dữ liệu vào trong thằng question như thế này. Chúng ta bám vào đây thôi, cố gắng làm nhanh cái phần này.
để mà học xong mấy cái query. Thì chúng ta chỉ cần đối với question thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta chỉ cần có content thôi, đúng không? Đơn giản là chỉ cần có content. Đó. Thì cái content này anh sẽ thay thế ở đây sẽ là question. Có gì các bạn hỏi thì cứ hỏi nhá, anh sẽ làm. Có nhanh quá không? Thì trong đây anh sẽ có content. Thì chúng ta quay trở lại đây, nếu mà thằng này nó hỗ trợ cho chúng ta sử dụng cái content ấy, thì chúng ta sử dụng luôn. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái tag Lorem tag này. Đây. Và nó quy định luôn ký tự là bao nhiêu. Đó, một câu hỏi sẽ rơi khoảng bao nhiêu ký tự ấy. Kiểu như vậy. Thì anh sẽ dùng luôn thằng tag này. Và anh truyền vào ví dụ như một câu hỏi nó khoảng 280 ký tự thôi. Đó là độ dài tối đa. Được chưa? Đó. Lúc này anh sẽ tạo ra answer. Answer Factory. Thì thằng answer này chúng ta sẽ có thông tin gì các bạn? Thằng answer này chúng ta sẽ có thông tin ở đây chính là con, cũng là content. Đó, nhưng mà anh sẽ để ít thôi. Ví dụ như answer. Ủa, bảng answer hôm trước anh tưởng là chúng ta đã sửa rồi nhỉ? Xác định câu hỏi nào đúng sai ấy. Rồi, ok, để anh sẽ bổ sung vào phần answer của chúng ta. Thì anh sẽ sửa ở đây trước đã. Rồi. Và anh sẽ xem phần migration của thằng answer. Ồ, có trường correct rồi này. Chúng ta sẽ phải rollback lại. Các bạn cũng có thể chạy reset hoặc là chạy refresh thì nó sẽ tự động nó chạy cho các bạn cả hai câu lệnh này, migrate và rollback đồng thời. À, không có nhỉ? Chúng ta xem đúng database chưa nào. Oh sorry các bạn, Laravel class. Đây, answer của chúng ta đây. Question đây. Rồi, ok. Database là Laravel class. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái trường là correct. Correct thì các bạn phải đảm bảo đó là gì các bạn? Chỉ có một câu trả lời đúng thôi, giả sử như vậy. Chúng ta xem có kiểu hỗ trợ true false hay không. Boolean này. Anh biết là có boolean rồi nhưng mà sẽ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ tất cả cùng sai hoặc là nó sẽ đúng hết, kiểu như vậy. Các bạn hiểu ý của anh không? Bị nhiều câu đúng hoặc là nhiều câu sai ấy. Đó, thì chỗ này chúng ta sẽ phải nghĩ một chút. Bài toán ở đây chúng ta sẽ phải nghĩ một chút. Nếu làm như thế này thì có được không? Thì nếu mà dùng factory như ở đây á, thì sau này chúng ta sẽ đưa cái factory của thằng question này vào vòng lặp, sau đó thì gọi cái factory đến cái question kia. Nhưng mà gọi đến đây rồi thì sẽ không ổn, bởi vì thằng này nó chỉ có nhiệm vụ là trả về cái data thôi,
nó không check được trong database. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái thằng khác. Bằng 50. Anh đang chưa hiểu thằng này lắm. Getting to. Chúng ta sẽ test với thằng này nhé. Thằng này ý là nó quy định một con số vào đây đối với bao nhiêu thằng chu. Ví dụ chúng ta sẽ để là 1 thôi, kiểu kiểu như vậy. Để cái sub file kia thì nó cũng không ổn đâu. Cái sub file kia không ổn đâu. Anh sẽ test với thằng chu này. Đây, chúng ta sẽ thử với thằng này trước. Anh sẽ lại quay vào user. Anh copy cho đây để anh thử nhé. Thì chúng ta sẽ thử xem kết quả ra làm sao đã. Đây là anh test. Anh sẽ đưa faker vào đây. Một lần. Giả sử anh dùng thằng này nhiều lần đi. For i bằng 1. 4 lần thì giả sử như vậy. 1 À rồi. Chúng ta cũng sẽ không thể chúng ta cũng sẽ không thể dùng với cách thông thường được. Anh sẽ chạy thằng này trước đã. Y nhỏ hơn bằng 4 này. 4 và y cộng cộng để test đã. Đây, anh chạy thử nó lên này. Bằng phô hết này. Đó, bằng phô hết. Có nghĩa bằng phô thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì ở đây. Đó, anh ép kiểu thì nó về không hết. Các bạn nhìn thấy chưa? Cũng khá là rủi ro. Bây giờ anh sẽ đưa thằng này vào. Bản chất của thằng này đó sẽ rất là rủi ro. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ không tạo như thế này được. Chúng ta tạo như thế này nó sẽ rất là chậm. Mỗi lần nó sẽ đi tạo ra một câu hỏi. Nếu mà chúng ta dùng factory á thì mỗi lần nó đi tạo ra một câu hỏi vào trong database. Anh định nhờ hướng dẫn các bạn cách dùng này của Laravel này. Đây anh sẽ viết ra đây luôn. Cách dùng như thế này này, factory này, nhưng mà nó sẽ chậm. Factory ví dụ như anh để là question. Vẫn dùng như bình thường thôi. Đây ví dụ tạo ra 1 triệu câu hỏi này. Thì cái cách làm này nó sẽ không ổn ở chỗ là đây. À, sau khi create xong thì anh sẽ duyệt nó, sẽ lập nó. Thằng Laravel nó hỗ trợ cái cách dùng như thế này. Và mỗi lần tạo ra đây được một cái question thì chúng ta lại dùng relation từ question. Chúng ta sẽ trở đến ví dụ như là answer. Chính là cái relation lúc trước chúng ta học ấy. Sau đó chúng ta sẽ set. Anh định giới thiệu cho các bạn cách này, nhưng mà cách này nó sẽ có một vấn đề này. Không biết là các bạn có bị gặp phải hay không. Nhưng mà nếu làm chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ bị. Nhưng mà nên là anh sẽ nói luôn. Thì trong đây lại gọi lại factory đến thằng answer. Answer class như thế này. Và các bạn
tạo. Đó. Ok chưa? Thì vấn đề nó sẽ bị như này này. Có nghĩa là nếu mà dùng theo cách này thì mỗi lần nó đi tạo từng cái câu hỏi một. Cứ tạo xong một câu hỏi nó sẽ đi tạo 4 cái answer. Mà ở đây ấy, nếu mà cú pháp như thế này ấy, thì chúng ta chỉ tạo ra được một answer thôi. Hiểu ý của anh không? Đó. Và anh đã từng thử như thế này rồi. Đây, anh sẽ thử luôn đi. Để các bạn hiểu lại. Anh sẽ... Đây, correct, anh sẽ để là boolean đi. Tạm thời như thế này đã. Thì ở đây, thằng question này anh sẽ làm như thế này. Và anh sẽ đăng ký sheet data ở bên này cho thằng question. Đây. Đó, quay trở về thằng question này. Chúng ta tạo ra khoảng một câu hỏi trước đi. Đó, anh chạy thử lên nhé. Đúng chưa? Answer. Thằng answer này ở đâu? Thằng answer này nó chính là relation ở trong module này, này. Question answer này, này. Được chưa các bạn? Đó. Và relation đó nó có thể sử dụng được các phương thức khác, ví dụ như set dữ liệu. Đó, factory answer đây. Ok chưa? Đây, answer đây. Thì bên này anh cũng có factory answer như thế này. Thì anh gọi sang thì gọi theo cái cú pháp ở đây. Đây. Factory answer. Thì anh chạy thử lên này. Đang có lỗi ở dòng số 17. Factory này. Correct này. X. À, anh thiếu chấm phẩy. Anh thiếu chấm phẩy này. Rồi đây anh cũng xếp nó lại. Chạy lên. Vẫn có lỗi à? Lỗi cú pháp và thằng question. Answer dòng số 11. Answer của chúng ta factory này. À rồi. Đây. Chúng ta vừa chạy và chúng ta đã có được cái câu hỏi rồi đó. Đây này. Chạy lỗi thằng kia thôi, nhưng câu hỏi anh nghĩ là nó đã nhận rồi. À chưa. Chưa. Question not found. Cảm giác sóng gió thế nhỉ. Question user. Chưa yêu. Đó, các bạn không gọi nó vào là xin lỗi. Đây, như thế này. Chỗ này cũng phải yêu nó vào notes. Đó, các bạn sẽ phải yêu nó vào. Chạy lại lên. Nó đang báo lỗi ở relation. Most intent. Has many set. Most intent có nghĩa là nó đang báo lỗi của chúng ta ở đây. Thì nó cần ở đây là như thế này. Answer volume. Chạy lại. Đây chúng ta đã tạo ra được câu hỏi rồi. Mà xóa nó đi. Answer thì chưa tạo được vì đang lỗi. Đây. Anh sẽ xóa câu hỏi đi bằng cách anh sẽ truncate. Xóa sạch dữ liệu đi. Đó, ok chưa? Quay trở lại đây. Chạy lại nào. Đó. Thì vấn đề là như thế này. Các bạn cũng tạo ra được câu hỏi, nhưng mà các bạn chỉ tạo ra được một cái answer thôi.
Đây, một câu hỏi và một answer. Với question là một. Ok chưa? Correct đang là đúng này. Đây, được chưa? Vậy thì anh muốn là mỗi lần tạo một cái câu hỏi này, hiểu ý của anh chưa? Hiểu bài toán của anh chưa? Mỗi lần tạo ra được một câu hỏi này, chúng ta sẽ phải tạo ra 4 câu trả lời tương ứng với câu hỏi đó. Chúng ta làm như thế nào? Làm như thế nào các bạn? Chúng ta tạo ra như thế này à? Như thế này à? Các bạn có hiểu câu hỏi không? Thì một số bạn sẽ nghĩ là dùng như thế này. Như thế này à? Đây, chúng ta anh sẽ chạy lên cho các bạn ạ. Anh sẽ tạo ra câu hỏi số 2. Đó, thì đầu tiên nó sẽ báo lỗi. Ok chưa? Anh sẽ quay về cái trường hợp thứ nhất. Đây, có phải là chúng ta có thể quy định 4 ở đây đúng không? Đây, nó cũng sẽ không hỗ trợ cách đó. Và cái cách cuối cùng đó là các bạn có 4 câu hỏi đúng không? Anh sẽ xóa hết dữ liệu đi. Đây, thì các bạn sẽ phải chạy reset. Các bạn sẽ phải chạy 4 lần như thế này. Thì bài toán nó sẽ là question lúc này không có này. Answer không có, ok chưa? Bây giờ anh chạy sheet lên. Chúng ta có vấn đề gì? Chúng ta có vấn đề gì các bạn? Oh, data quá lớn đối với content. À rồi, chúng ta đang để là 280 và cái thằng kia của chúng ta tối đa là 255. Thì chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ để khoảng 140 thôi, câu trả lời thậm chí là ngắn hơn ấy. Khoảng 60 ký tự thôi. Xóa lại đi. Đây. Đó, chúng ta sẽ chạy migrate lại như thế. Sau đó anh chạy sheet. Thì bài toán của các bạn cũng được giải đúng không? Anh có một câu hỏi, 4 câu trả lời. 1, 2, 3, 4. Nhưng các bạn thấy vấn đề ở đây chưa? Thấy vấn đề ở đây chưa? Đó là gì các bạn? Nó thứ nhất là cái câu trả lời đúng này nó sẽ có vấn đề. Được chưa? Và cái thứ hai nữa, nếu mà các bạn bình thường nếu mà dữ liệu nhỏ các bạn làm như này anh sẽ không nói gì nhá, anh sẽ không bàn cãi gì. Nhưng nếu mà các bạn tạo dữ liệu lớn thì chúng ta sẽ không nên làm cách này. Ok chưa? Cách này là anh giới thiệu để các bạn biết để làm. Chúng ta sẽ không dùng cách này. Tại sao? Bởi vì bản chất của thằng này là nó đi tạo xong một cái này, tạo vào trong database xong. Hiểu ý anh không? Sau đó nó mới tạo thì nó sẽ rất là lâu. Ok chưa? Nó sẽ rất là lâu đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái thằng answer này, làm thế nào để chúng ta xử lý được cái việc này các bạn? Đây này. Làm thế nào để chúng ta xử lý được cái việc correct này chỉ có một câu đúng thôi?
chứ không có nhiều câu đúng như thế này. Hiểu ý của anh không? Thì ở đây chúng ta sẽ phải đi tìm cách khác, đưa được cái data từ bên ngoài nhập vào, mà đưa data từ bên ngoài vào factory thì nó sẽ, ở đây nó sẽ không hỗ trợ cho chúng ta đó, mà ở đây chúng ta sẽ phải đi tự đi fetch cái data ở đây. Ok chưa? Thì anh sẽ xử lý nó như thế này. Đấy. Chúng ta vẫn dùng cái này, tạm thời vẫn dùng cái này. Được chưa? Và chúng ta đi tạo ra cái answer. Thì cái answer này của anh nó sẽ là một cái mảng. Đây. Được chưa các bạn? Answer này là một cái mảng văn ạ. Cái mảng này anh sẽ có 4 cái giá trị như thế này. For i bằng 1, i nhỏ được bằng 4, i cộng cộng. Được chưa các bạn? Thì mỗi lần mà chúng ta tạo ra một cái question thì anh sẽ tạo ra 4 câu hỏi. Được chưa? Thì anh sẽ có cái mảng answer này. Anh thêm một phần tử vào mảng thì anh viết theo cú pháp như thế này. Được chưa? Đó. Và chúng ta sẽ ném cái answer với question ID lúc này sẽ là gì các bạn? Question ID sẽ là gì? Nó sẽ là cái thằng này. Đây là chính là cái đối tượng mà chúng ta truyền vào. Được chưa? Sao zip.id ở đây nhỉ? Và chúng ta sẽ có content. Content ở đây các bạn muốn fetch data thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì anh sẽ sử dụng thằng answer factory ở bên này. Anh đưa nó vào đây. Anh đưa nó vào như thế này và ở trong RAM này anh sẽ có một cái factor. Thì ở đây anh sẽ có cái content cho cái answer này như thế này. Anh để vào 50 hình thức. Đây. Ok chưa? Ngoài ra cái thằng này anh sẽ là nào, thằng này của anh cũng sẽ là nào. Đây. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ đi xử lý cho cái biến này. Chúng ta sẽ đi xử lý cho cái biến này. Cho cái biến này. Thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ nghĩ một chút. Xử lý để đảm bảo là trong cái thằng này này, nó chỉ có duy nhất một thằng là true thôi. Ok chưa? Còn trái lại thì đặt phone. Thì các bạn có thể xử lý để xem nào. Chúng ta sẽ có một cái mảng là 1 0 ở đây, 1 0 đây. Anh sẽ tạo ra một cái mảng correct
như thế này. Ok chưa? Để kiểm tra một cái giá trị nó có ở trong mảng hay không, chúng ta dùng cái biến này, dùng cái hàm này. Đây, anh ví dụ in array 1 này, của cái mảng này này có này, đúng không? 2 0 này. Đây. Ok chưa? Hiểu chưa bạn? Thì anh sẽ kiểm tra này. Là nếu đây lại là một mảng đa chiều, vậy chúng ta sẽ xử lý ở đây là có phải là mỗi lần chúng ta chạy qua cái vòng lặp này chúng ta lấy ra được cái mảng này đúng không các bạn? Chúng ta sẽ đi tìm ở trong cái answer này, nếu có câu trả lời đúng rồi thì thôi, còn chưa có thì chúng ta sẽ xử lý để cho nó được ra luôn. Anh sẽ dùng thêm một cái hàm array run. Mục đích của anh là để mà anh lấy ngẫu nhiên các số ở trong đây ra như thế này. Đây, anh sẽ có một cái này. Anh có một cái mảng có bốn đáp án như thế này. Các bạn hiểu không? Đó, nếu ở đây anh nếu y mà bằng với array RAM như thế này của cái correct kia, thì anh sẽ lấy ra đáp án đúng. Anh chạy thử nhé, chạy thử xem đáp ứng được cái bài toán của chúng ta không. Thì lúc này chúng ta sẽ là answer, sau khi chạy xong cái này thì chúng ta sẽ là answer insert, answer được bạn. Anh sẽ chạy thử này. Sẽ bỏ cái này đi. Đó, thì chúng ta sẽ chạy thử đây. Thế vẫn có một lỗi faker à? Biến faker của chúng ta. À rồi, có một vấn đề ở đây nữa. Cái này tiện thể gặp ở đây thì anh sẽ nói luôn. Đó chính là các bạn thấy là chúng ta đang sử dụng biến faker này này từ bên ngoài này đúng không? Nhưng mà faker nó lại đi qua một cái hàm, thì để truyền vào trong đây thì các bạn phải dùng cái u như thế này. Đây, chúng ta sẽ dùng cái u như thế này đó để lấy faker vào trong đây, đi qua cái hàm factory và for x kia. Anh chạy lên xem nó có được cái kết quả như mình đang cần không. Format content unknown. Sorry, đây là text, đây sẽ là text. Đó, chúng ta xem nhé, xem kết quả này.
chúng ta xem cái answer này. Đây, cái câu hỏi số 4 được tạo ra cuối cùng này. Câu 4 đây. Các bạn nhìn thấy không? Correct for này, true này, for. For. Đó. Lớp mình ok chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi nói bài toán tạo nhiều. Được chưa cả lớp? Có ai có câu hỏi gì chỗ này không? Alo. Anh sẽ đi tiếp nhé. Rồi, anh sẽ tạm dừng nó ở đây. Tạm thời anh để ra 1 triệu câu đi. À không, để 1 triệu câu thì sẽ rất là lâu, cực kỳ lâu. Anh sẽ để ra 500 câu trước đi. Bây giờ anh sẽ đi tạo dữ liệu cho question xong rồi này, answer xong rồi này. Được chưa? Thì anh sẽ đi tạo dữ liệu cho thằng exam. Thằng exam thì đơn giản thôi. Chúng ta tạo ra khoảng bao nhiêu câu ngân hàng câu trả lời? 4.000 câu hỏi đi. À 1.000 đề đi. Thì anh sẽ có thằng exam factory ở trong này. Đây, anh sẽ có thằng exam factory và anh sẽ nhúng cái module của nó vào là exam. Ở đây. Và exam của chúng ta thì có nội dung như thế nào? Đơn giản là nó chỉ có tên đề thi thôi. Thì các bạn sẽ có name như thế này. Đó. Không, tại sao lại ở bên ngoài nào bảo nhỉ? Nó phải check ở trong này chứ. Mình đang đi theo thằng Y rồi mà. Thực ra là cái này nó vẫn chưa chắc chắn đâu. Nếu mà làm nữa thì mình sẽ xử lý thêm đó. Tại vì anh đang không muốn mất thời gian xử lý cái này thêm một chút. Đó là sau khi check xong cái này, chúng ta lại phải đi tìm trong cái danh sách câu answer này đã có thằng nào đúng hay chưa. Một tí nữa xong thì anh sẽ quay lại. Đây, nói thằng exam trước đã. Anh sẽ tạo ra cái sheet exam nhé. Exam table sheet. Đây, anh cũng sẽ tạo ra factory. Thì ở đây của anh sẽ là exam class. Anh sẽ tạo ra 1.000 câu. Module anh sẽ để là exam. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ test nó trong đây. User question và anh sẽ tạo ra exam. Đây, chạy nó lên. Thì chúng ta cũng sẽ có thằng exam ở đây. Chưa? Sau khi tạo exam rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì? Sẽ phải đi gán một việc này trước, đó là assign
cái question vào câu hỏi nào. Các bạn hiểu ý này của anh không? Có nghĩa là cái đề thi này thì có bao nhiêu câu hỏi. Đó, thì chính là chúng ta sẽ phải đi put dữ liệu vào trong bảng trung gian này này. Exam question này, này. Và chúng ta sẽ phải xử lý cái việc là một đề thi thì sẽ không được phép có hai câu hỏi giống nhau. Được chưa? Một đề thi thì sẽ không được có hai câu hỏi giống nhau. Nhưng mà một người thì có thể thi nhiều câu hỏi, nhiều đề. Được chưa? Đó thì anh chạy lên như thế này. Quay trở lại đây. Chúng ta sẽ phải đi fetch data cho câu hỏi. Thì anh sẽ tạo ra một cái seeder là assign question to exam seeder. Này, anh sẽ xử lý cái này ở đây. Thì ở đây anh sẽ làm như sau. Anh sẽ yêu cái app model exam và anh yêu cái question vào đây. Đây, được chưa? Đó. Thì đầu tiên khi mà anh lấy ra danh sách tất cả các câu hỏi thì anh sẽ lấy ra như thế này. Đó. Anh sẽ lấy ra như thế này. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy ra như thế này ạ thì nó sẽ có một vấn đề là nó sẽ lấy một lúc cả 1000 câu hỏi ra thì nó sẽ rất là dở. Chương trình sẽ rất là chậm. Thế lúc này anh sẽ nói đến một cái khái niệm chunk data ở trong thằng Laravel để chúng ta lấy nó ra theo dữ liệu là chunk. Thì anh sẽ nói những thằng này chunk data đây. Thì thay vì chúng ta lấy như thế này thì chúng ta sẽ lấy như thế này, còn nghĩa là chunk. Đó, mỗi lần chúng ta chỉ lấy ra khoảng 100 câu hỏi thôi. Nên là chúng ta chỉ lấy ra khoảng 100 câu hỏi như thế này thôi. Đó. Sau khi lấy ra được rồi chúng ta đi xử lý. Thì khi mà chúng ta dùng như thế này thì nó sẽ lấy cho đến khi hết cái bảng question thì thôi. Được chưa các bạn? Thì mỗi lần lấy ra chúng ta lấy ra được list 100 câu hỏi. Chúng ta sẽ đi for each as question như thế này. Các bạn có hiểu cái ý của anh không? Các bạn có hiểu ý của anh không? Thì thay vì nếu mà các bạn lấy ôn như thế này, nó lấy một phát hết 1 triệu bản ghi luôn, mà nó chạy xong cái này xong thì chết. Đó, thì lấy xong nó lại đi for x nữa thì chết. Thì thằng này nó lấy là mỗi lần tôi chỉ lấy 100 thôi. Nhưng mà vì dùng cái thằng chunk này này thì nó sẽ lấy cho đến khi hết cái bảng đấy thì thôi. Thì chức năng download thì chúng ta sẽ hay dùng nó. Ok chưa? Thì mỗi lần anh lấy ra một câu hỏi thì anh sẽ lấy ra bao nhiêu câu anh lấy ra exam thì anh sẽ lấy ra bao nhiêu câu trả lời bao nhiêu câu hỏi cho cái exam này. Đây thì đây là câu hỏi và thì đây là vấn đề. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Cách nhanh thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây để cho các bạn hiểu đã. Thì đầu tiên là anh sẽ lấy ra câu hỏi này. Và anh lấy bây giờ vấn đề là chúng ta thống nhất với nhau trước nhé. Là mỗi câu hỏi, mỗi cái đề thi này có
25 câu. Có 25 câu đi. Được chưa? Thì có nghĩa là mỗi lần một cái đề này anh sẽ phải lấy ra 25 câu hỏi. Nhưng 25 câu hỏi đấy các bạn hình dung cho anh là nó sẽ phải là ngẫu nhiên, đúng không? Để đảm bảo là hai câu hỏi không được phép trùng trong một đề. Đó. Thì đơn giản thôi. Tại vì chúng ta đang lấy theo cái hướng như thế này nó khá là đơn giản. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy như sau này. Vì chúng ta fetch mà nên là chúng ta cứ lấy dữ liệu tăng dần là được. Đó, anh sẽ lấy như thế này. Đây. Thì có phải là anh sẽ lấy ra được cái question. Question vì chúng ta lấy cố định là 20 thôi nên là chúng ta cũng không cần phải trăng nữa. Chúng ta sẽ touch. Các bạn dùng cái này để lấy ra đúng không? Có đúng cả lớp? Có đúng các bạn đang dùng như thế này không? Đây này. Touch 25 này. Đây, guess. Đó, lấy ra 25 thì cũng anh lấy ra 2 thôi. Đây, chỉ 2 thôi. Ok chưa? Thì mặc định nếu mà lấy như thế này thì ID nó tăng dần. Các bạn nhìn thấy chưa? ID của nó tăng dần. Đây. Đó, thì anh sẽ lấy như thế này. Anh sẽ để là cái question mark ID như thế này. Nó ban đầu nó bằng 0. Ok chưa? Mỗi lần anh lấy được cái question này, anh sẽ lấy ra thằng cuối cùng. Anh lấy ra cái question cuối cùng để anh biết là chúng ta đang lấy ra cái ID thứ bao nhiêu. Như thế này này. Anh lấy được cái question như thế này. Anh lấy được ra 3 cái đấy. Trong 3 cái này anh muốn thì anh có được cái collection này rồi. Được chưa? Dữ liệu của cái thằng get này này, chúng ta lấy từ database ra thì nó là kiểu collection. Sau khi có rồi anh lấy thằng cuối cùng thì anh sẽ là question.last, trỏ đến last như thế này. Trỏ đến last là anh lấy ra được cái thằng cuối cùng. Question không có S. Đây. Anh lấy ra thằng cuối cùng và anh lấy ra được ID. Ok chưa? Thì anh sẽ ý đồ của anh như thế này. Có nghĩa là mỗi lần anh lấy ra được cái thằng này thì anh sẽ xác định được cái ID lúc đó. Nó sẽ thay đổi theo như thế này. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì câu điều kiện của anh ở đây nó sẽ là như thế này. Where ID lớn hơn cái mark ID kia. Đó, anh lấy ra cái điều kiện là lấy ra tất cả những cái question ban đầu nó là bằng 0 thì anh sẽ lấy ra tất cả những thằng có question lớn hơn 0. Ok chưa? Đó, sau khi lấy được question cuối cùng thì anh lại lấy ra cái thằng question có cái ID lớn hơn cái danh sách mà chúng ta vừa lấy được ở đây. Được chưa các bạn? Đây. Có hiểu chỗ này không? Lớp mình có hiểu chỗ này không? Bây giờ anh demo cho các bạn xem lại. Chúng ta tạo ra question nó nhiều một chút. Đó, vấn đề cơ bản đấy. Dấu và này là kiến thức PP cơ bản đấy. Đây, tạo ra 5.000 question như thế này đã. Để các bạn thấy đã.
Không, không ở đâu này, đây đây à? À đây 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 đây. Nó sẽ chạy từ trên xuống. Thì chúng ta đã nói trước đã về thằng question này này. Để anh tặng thể hiện được cái thằng question này xem chúng ta đã có bao nhiêu bảng ạ, à, bao nhiêu dữ liệu. Đây, mới có 4 cái này thì sẽ hơi khó để mà nói. Mãi không xong user này. Mình sẽ chạy question luôn. Đây. Đây thì các bạn thấy là dữ liệu question nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn thấy rất khá là chậm. Đó, thì anh giả sử nhá, chúng ta có khoảng 200 ở đây rồi. Bây giờ chúng ta test được rồi. Anh tạm dừng cái seeder này lại này. Để anh nói về cái vấn đề chỗ exam này. Đây, anh sẽ chạy chỗ exam này đây. Đây, được chưa? Thì anh muốn là như thế này. Trong cái thằng, à lơ, anh sẽ chạy cái thằng này đây, sorry các bạn. Anh sẽ chạy cái thằng assign question to exam. Anh sẽ chạy thằng này lên. Chúng ta đang cần assign câu hỏi vào trong đề thi. Đó. Assign nó vào trong đề thi. Anh giả sử đây anh sẽ lấy là hai thằng thôi. Và anh sẽ in nó ra để các bạn thấy. Print này. Cái thằng question ID này ra. Đây. Các bạn nhìn nhé. Ban đầu anh chạy lên này thì anh sẽ có question ID bằng 0 như ở bên ngoài anh gán. Có đúng không? À rồi. Các bạn biết vì sao nó chạy nhiều như này không? Vì mỗi lần chúng ta lấy ra hai bản ghi ở trong bảng này nó sẽ lấy lần lượt hết. Nên nó chạy đến hết thì thôi. Được chưa? Anh sẽ có cái exit ở trong này để các bạn thấy nó dừng luôn đã. Chỗ này demo khá vất vả. Đó, ok. Đầu tiên là bằng 0. Được chưa? Được chưa các bạn? Tiếp đó anh dùng cái thằng này. Anh sẽ lấy ra những question có ID lớn hơn 0 và lấy ra 25 thằng. Sau đó anh in ở đây. Anh chạy đây này. Có lỗi gì đây? Last. Sorry vì đây chưa có get. Đó, anh sẽ get ra như thế này. Đây. Được chưa? Chúng ta chạy lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì đầu tiên vào lấy ra những thằng bằng 0, sau đó được cái danh sách này rồi anh lại lấy ra cái thằng có ID lớn hơn 50 và nó cứ tăng dần như thế. Mục đích là để lấy tăng dần câu hỏi không bị trùng lặp, chỉ đơn giản vậy thôi, nhớ cho anh nhé. Đó, còn cái dấu và này có nghĩa là cái biến ở trong này nó thay đổi thì ở bên ngoài này nó thay đổi theo. Đó, được chưa?
Thì vấn đề của anh bây giờ là sau khi mà anh lấy được 50 câu hỏi này rồi thì chúng ta sẽ phải tạo ra cái format data giống cho thằng này, bao gồm exam ID và question ID này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái data sheet là query builder để chúng ta insert nó vào. Thì để sử dụng nó thì anh sẽ gọi đến cái thằng DB trước. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng vẫn là Illuminate, rồi sẽ là support package. Đó, và anh sẽ xử lý insert ở đây. Anh sẽ tạo ra một cái mảng gọi là exam question, được chưa? Mỗi lần anh sẽ thêm được một cái phần tử, anh sẽ duyệt thằng này. Anh sẽ duyệt cái question này, add question, lấy ra một question từ cái for x này, và chúng ta sẽ thêm phần tử vào dữ liệu cho cái mảng này thêm như thế này với cấu trúc như sau: exam ID thì sẽ là gì các bạn? Có exam chưa? Có đây rồi đúng không? Có đây rồi đúng không? Đưa nó vào. Có question ID chưa? Có rồi. Đưa nó vào thôi. Đây. Và các bạn thêm cho anh yếu tố thời gian vào nữa. Vì insert thì nó sẽ không nhận credit data, phải thêm vào. Nào. Và update data sẽ là nào. Anh nghĩ là sang phần này sẽ hơi khó hiểu đó. Sau này làm API cũng sẽ phức tạp như này, thậm chí là hơn. Anh sẽ bỏ cái exit đi. Ví dụ. Anh lấy ví dụ. Anh sẽ insert vào. Đây như thế này. Và mỗi lần chúng ta được cái mảng này thì chúng ta sẽ DB table là gì? Là insert cả cái mảng đó luôn. Thì làm như này nó sẽ rất nhanh. Insert cả 25 cái thằng đó vào. Tên bảng của chúng ta là như thế này. Exam question như thế này. Đó, ok chưa? Chạy thử lên nhá. Mỗi lần anh lấy 100 này. Được chưa? Chạy lên. À, đây, chúng ta sẽ chạy thằng này đây. Dữ liệu vẫn đang chưa thực sự đúng đâu, bởi vì số exam đang nhiều hơn số question. Nhưng mà cứ chạy lên đã. Có lỗi luôn này. Thiếu chấm phẩy. Anh bị sai cái đường dẫn này này. Illuminate đúng mà. Support đúng mà. Forecast. Ôi, D nhầm. Forecast.
KDES đúng rồi. Các bạn xem này, property none. À rồi. Tại vì dữ liệu question của chúng ta đang ít nên là có trường hợp nó sẽ bằng none, hiểu không? Đây này. Nhưng mà dữ liệu là vào rồi đó. Đây chúng ta có thể thử. Dữ liệu là vào rồi. Tí nữa chúng ta sẽ tạo đúng thì các bạn sẽ thấy ok. Dữ liệu thì chắc chắn là sẽ vào hoàn thành rồi. Đó. Các bạn thấy chưa? Nó vào rồi. Này này. Đó. Nó lỗi cái trường hợp này, ví dụ như khi chúng ta lấy hết dữ liệu rồi, không có nữa. Thì xuống đây này, cái thằng này nó trả về object none. Thì xuống đây thằng này nó sẽ bị năng nên nó không lấy được cái thằng này. Thì để làm đảm bảo không bị lỗi thì các bạn check như thế này. Nếu mà cái thằng này lớn hơn không cao của thằng này lớn hơn không thì chúng ta mới đi thực hiện công việc này. Được chưa? Đó, các bạn hiểu chưa? Ok, xong cái phần việc chúng ta assign câu hỏi vào trong question rồi nhé. Nó mình ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Tí nữa chúng ta chỉ tính toán lại con số thôi là được. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần result, có nghĩa là user nào thì thi đề nào. Được chưa? Tiếp, bây giờ anh sẽ nói tiếp. À, điểm đúng không? Cái điểm thì nó sẽ không nằm ở result nhé. Nếu nó nằm ở result các bạn không bao giờ tính điểm được. Các bạn mới hiểu ý anh nói. Chúng ta sẽ chưa nói đến điểm ở đây đi. Điểm thì các bạn sẽ không thể lưu ở người ra được. Bây giờ anh sẽ nói về vấn đề user thi. Anh sẽ tạo ra một cái exam thể hiện user thi. User rồi. Thì một user có thể thi nhiều đề. Chúng ta xem cấu trúc của bảng result này. Đó, và ngài có thể hiện là user đó thi đề nào, đề đó thì thuộc question nào, nó sẽ trả lời những câu hỏi gì. Đây, thì chúng ta sẽ làm như thế này. À, chưa được à? À đây, đây, đây. Anh sẽ đưa nó sang bên này. Còn ngay cái này lại. Cái công việc tạo cái seeder này cũng là một phần quan trọng của dự án ấy. Để các bạn có dữ liệu test nó hiệu quả.
Đây, thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái này. Đầu tiên chúng ta phải lấy ra được user. Nó là nó thi gì? Thì anh sẽ gọi mô đồ user vào. Được chưa? Chúng ta sẽ lấy ra user. Thì cũng có rất nhiều user đó, nên là chúng ta sẽ giới hạn thôi, khoảng 100 user tham gia thi thôi. Và chúng ta sẽ có lấy ra khoảng 100 thôi. Khoảng 100 đâu thôi. Rồi, ok. Ui, 100 ông thì ít nhất cũng phải 100 đề rồi. Đấy là mỗi ông thi một lần. 50 ông thi thôi. Đó. Chúng ta sẽ for. Đó, giả sử lần lượt cho các ông này đi thi. Đó. Lần lượt cho từng vùng user này đi thi. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ phải lấy ra nó thi đề nào, đúng không? Và từ cái đề thi đấy các bạn phải biết là câu hỏi của đề đấy là gì. Hiểu ý của anh không? Thì chúng ta sẽ lại phải lấy ngẫu nhiên một cái đề cho thằng ấy thi. Hiểu không? Thì mỗi lần mà lấy một user chúng ta sẽ phải lấy ra được một cái exam để cho nó thi xem là thằng này sẽ định thi đề gì. Thì nó sẽ lại sao? Anh sẽ lấy ngẫu nhiên. Thì lấy ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ có thể dùng select random. Đây, anh sẽ hướng dẫn các bạn dùng. Select random thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách. Thì chúng ta sẽ on ram hoặc là gì đó. Như anh sẽ demo cho các bạn như thế này. Ví dụ như là app model exam. Anh sẽ lấy những on thì rất nhiều. Thì lấy như thế này không hiệu quả. Đây, lấy như thế này rất không hiệu quả bởi vì nó lâu. Thì trong thằng Laravel bây giờ nó không biết là nó còn support cái hàm order by round này không. Thì cái này nó cũng sẽ cho phép chúng ta lấy ra luôn, lấy một cái một thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, anh lấy ra 6, 7, 5. Sau đó anh lại lấy ra một cái thằng khác, random. Như vậy, được chưa? Đây, thì bây giờ quay trở lại đây đi. Quay trở lại đây. Thì chúng ta đang cần là cho lần lượt từng thằng này đi thi. Thì mỗi lần thì chúng ta cũng sẽ phải lấy ra một cái đề ngẫu nhiên cho nó thi. Thì như thế này nó sẽ đảm bảo là có thể một user thi được nhiều đề nếu mà chúng ta lấy như thế này. Như thế này. Ok chưa? Và từ cái đề thi này chúng ta sẽ suy ra là danh sách câu hỏi của đề thi. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Question. Như thế này. Có đúng không? Do mình. Đâu hết rồi? Đây. Anh chạy sheet đây nhé. Comment hết lại. Đây, chạy sheet lên nó sẽ vào đây. Thì có phải là mỗi lần thằng user này anh sẽ lấy ra được cái đề thi này và xem nó có bao nhiêu câu hỏi.
Sao lại không ra cái hình này? In ra trở đến à rồi, anh hiểu rồi. Thứ nhất là thằng user chúng ta đang chưa có, chúng ta phải ship thằng user lên, tạo ít thôi. Chẳng thảm rồi. Ok, xem đủ chưa này. Đó, rồi, quay trở lại đây. Comment thằng này lại. Ưu tiên chạy thằng này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì đây là danh sách những câu hỏi của cái đề thi đó. Khoảng 25 câu. Ồ, có vẻ chưa dừng lại. Cái sheet data của chúng ta đang có vấn đề đó. Này, tạm dừng đây đã. Đây, thì đây là danh sách. Sorry, anh đang đề đi user. Đây. Chúng ta cần với cái câu hỏi đó. Nó đang ra ba mấy user. Sorry các bạn, chờ như điện này. Alo. Vâng, cô ạ. Vâng. Lại đến nhà cô ạ. Thì mai 9 giờ cháu từ đây xuống. Vâng, 9 giờ. Cháu thì vẫn định là sẽ khoảng 12 giờ thì cô cháu mình gặp nhau vào lúc 11 giờ. Vâng, khoảng đấy. Thì cũng tiện giờ nghỉ trưa cho cô chú với anh chị nữa. À, mai cô ở nhà. Vâng, thì đến nhà cô cho tiện thì cháu cũng đỡ phải gì được. Thì cháu đến một mạch luôn. Vâng, ký cũng nhanh đến thì mai cháu chuyển khoản cho cô. Thì là sao đâu. Vâng, thì cô bảo anh Dũng cần cho cháu cái thẻ của tòa nhà với chìa khóa thứ nhất. Thế mai có thì cháu chủ động cháu nhận cho. Thì mai thì cô bàn giao cho cháu luôn, bởi vì là cháu cũng sẽ về Vĩnh Phúc luôn. Rồi cháu chuyển đồ thôi, nhưng mà cháu không đang sợ dịch, cháu cũng sẽ về một thời gian. Vâng, thế thì vâng, cháu chuyển hồ xong rồi cháu cũng sẽ về đầu tư Việt Nam. Vâng, thì mai thế thì cô cũng bảo anh khoản thẻ các thứ hết cho cháu. Vâng, có khi cô vâng, thì cô mới hẹn trong khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 cho anh chị thoải mái. Vâng, có chào cô.
Rồi, ok, chúng ta tiếp tục nhé. Thì quay trở lại đây, thì các bạn thấy là vì data của chúng ta đang fetch nó chưa chuẩn, nên là sẽ có những lúc mà nó không có cái đề nào, à đề nó không có câu hỏi nào. Thì bây giờ anh sẽ lấy cố định một cái đi, lấy ra những cái đề mà có câu hỏi đi. Thì anh sẽ lấy cố định một cái như thế này. Anh sẽ lấy cố định một cái để các bạn thấy được. Ví dụ những cái đề có ID là 1. Thay vì select ra đây, anh sẽ tạm thời anh bỏ đi. File 1 như thế này để các bạn hiểu được vậy. Đây, được chưa? Chạy đây này. Thì các bạn thấy là à, sao thằng 1 thì cũng không có nhỉ? Chúng ta xem lại cái module exam này. Question này, đúng mà. Chúng ta xem ở đây là đề 1. Chúng ta xem đối với những thằng exam 1 nó đang có bao nhiêu thằng. Ui, khá là nhiều này. Hơn 300 thằng. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải lấy được cái exam. Exam app module. Exam modes. Đây. Thì chúng ta cũng phải lấy ra được cái question đấy nhỉ. Bởi trước chúng ta đã tạo relation rồi. Có gì sai rồi nhỉ? Bảo question gửi exam ID và question ID. Các bạn ơi, chúng ta lại đang có hai bảng này. Anh nhìn thấy không? Thì không biết là nó đang hiểu bảng nào, chờ một chút nào. Exam question đây, không có ID, không có S. Chúng ta lúc nãy chúng ta đang insert nhầm. Đây là các bạn này, chúng ta đang insert vào bảng có S. Nhìn thấy không? Nó phải là bảng không có S cơ. Đó, thì tại vì đây này, thằng này nó đang không có, đây này, không có em này. Thằng này đang không có dữ liệu. Đó, anh chạy xin lại một lượt. Cái website này chúng ta đang bị sai ở đâu đó mà nó ra rất là nhiều. Lấy ra được 25 question. Mỗi lần chạy cái exam chúng ta lấy ra được 25 câu hỏi này. Trong 25 câu hỏi này chúng ta sẽ tạo ra được exam này. Kết thúc một vòng lặp mình lại ra một cái exam mới với 25 câu hỏi. Insert. Đúng rồi. Chạy lại lên này. Chúng ta quay trở lại đây nhé. Chúng ta đang có vấn đề ở đây các bạn ạ.
Mỗi lần lấy ra một câu hỏi này, chúng ta sẽ đi thêm vào trong thằng exam câu hỏi với cái đề tương ứng. Một đề này theo nhiều câu hỏi, anh sẽ thử đây. Sẽ ở đây sẽ là exam question. À, rồi, được rồi. Chúng ta phải để cái này vào trong. Mỗi lần đi tạo ra một cái exam này, chúng ta sẽ khởi động lại cái này. Chạy thử lại. Đây. Thì sang bên này chúng ta sẽ xem với cái điều kiện là mình thì nó đang có bao nhiêu thằng. Đó, nó chỉ có 25 thôi. Nếu câu hỏi số 2, đề số 2 thì nó cũng chỉ có 25 thôi thì mới đúng. Còn cái việc bị lỗi ở đây này, thì là nó do một trong hai thằng này. Một trong hai thằng này bị rỗng. Và thằng này bị rỗng nữa. Đây. Thì thằng này chúng ta phải move vào để đảm bảo không bị lỗi. Đó. Bây giờ anh sẽ xóa hết đi, anh chạy thử lại để các bạn thấy. Đây. Này, cả cái bảng này không có dữ liệu nữa. Đó, quay trở lại đây chạy shift thì sẽ không được phép xảy ra cái lỗi kia nữa. Đây. Đó, ok chưa? Thì quay trở lại đây, các bạn sẽ thấy, ví dụ các bạn xem thằng 2 à có 25. Thằng 3 cũng chỉ có 25 thôi. Vì chúng ta đang quy định là các đề này chỉ có 25 câu hỏi thôi. Thằng 1 cũng vậy. Được chưa? Tiếp nhé. Bây giờ quay trở lại bài toán của chúng ta ở đây. Bài toán của chúng ta ở đây là chúng ta đi cho các thằng user này đi thi. Đúng không? Cho từng cái user đi thi. Đây. Từng cái user này đi thi thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ như sau này. Đây, mỗi lần anh lấy ra được một đề. Và đề này có bao nhiêu câu hỏi đúng không? Đây nhá, anh lấy ra được 50 thằng user và anh cho từng thằng đi thi thông qua cái for each này. Và mỗi một thằng thì nó sẽ tương ứng với một đề. Và mỗi đề này sẽ có danh sách câu hỏi. Chúng ta chạy lên này. Đó, thì các bạn thấy là có danh sách câu hỏi của từng đề. Thì ở đây nó sẽ có 25 câu. Kiểu như vậy. Được chưa? Thì 25 câu này, vấn đề chúng ta là chúng ta cần đi tạo ra được cái kết quả thi như thế này. Thì giao bằng cái gì? Bằng cái cú pháp, bằng cái cấu trúc này. Chúng ta phải đi đưa dữ liệu vào trong cái bảng result này. Với exam ID là bao nhiêu? Được chưa? Đó. Với quét nó trả lời cho câu hỏi nào. Đó. Được chưa? Đáp án nó chọn là gì? Đây. Được chưa các bạn? Và ai là người thi? Đây. Đó, và thi ở thời điểm nào, thi ở thời gian nào. Đó, các bạn cần tạo ra cho anh cái mảng này. Đây, update the x. Ok chưa? Exam, chúng ta có exam. Đây, vấn đề là câu hỏi thì sao? Câu hỏi thì chúng ta sẽ lấy dựa vào cái danh sách này. Đây, chúng ta sẽ có câu hỏi. Đây. Câu hỏi số bao nhiêu này. Được chưa các bạn? Được chưa? Đây. Từ cái này là chúng ta sẽ lấy ra. Chúng ta sẽ đi for x cái thằng này.
nếu mà thằng này cao lớn hơn 0, có nghĩa là nếu mà cái đề này có câu hỏi thì chúng ta sẽ bị phỏi. Phỏi cái đề này, mỗi lần anh sẽ lấy ra được một cái question như thế này. Được chưa? Chạy thử lên nhé. Đây. Anh đề lên này. Ui, sao vẫn nhiều thế? Đề question. Rồi, ok. Mỗi lần anh lấy được một cái question này, DD nó không dừng lại trong comment nên nó chạy vậy. Được chưa các bạn? Và từ question này anh sẽ suy ra câu trả lời. Được chưa? Ok chưa? Thì chúng ta cần phải xác định là thằng user đấy nó sẽ lấy ra câu trả lời nào. Thì chúng ta làm như sau. Từ đây anh sẽ lấy ra được answer. Có rất nhiều câu trả lời và anh chỉ lấy ngẫu nhiên ra một câu trả lời thôi. Đó. Được chưa? Thì anh cũng sẽ lấy ngẫu nhiên bằng cái order by như thế này. Mình sẽ exit ở đây để các bạn dễ có hình dung. Đầu tiên này, lấy ra một câu trả lời. Vẫn không dừng, được kệ. Lấy ra câu trả lời và anh sẽ lấy ra được cái answer như thế này. Thì bây giờ anh sẽ sửa lại trên đây nữa. Anh sẽ dùng Jandu để các bạn có thể viết như thế này. In Jandu order. Đó, các bạn viết như thế này cũng được. Và first. Thì các bạn cũng sẽ lấy ngẫu nhiên được từng đề để cho user đó thi. Đây. Đấy, lỗi gì này. In random ở đây lỗi đây. Đó, anh lấy ra đề số bao nhiêu đây? 51 này. Đó, anh lấy ra đề số 149 này, kiểu như vậy. Được chưa? Sau đó thì chúng ta có đề rồi này. Mỗi cái đề thi này anh sẽ giả sử là user chọn một đáp án. Thì đáp án nó sẽ như thế này. Đây, anh sẽ lấy như thế này để các bạn biết là trong cái for x này chúng ta sẽ lấy ra được từng cái question này. Đây. Mình tạm gọi đây là question này. Đây. Đây. Viết này cho nó dễ nhìn. Đây. Có nghĩa là mỗi lần for x chúng ta lấy ra được một cái question. Thì anh demo trên này để các bạn hiểu đã. Đó, anh sẽ lấy ra được một question, variable question. Đây, như thế này. Vẫn lỗi gì à? Không dùng tua bay, khổ. Được rồi. Mỗi lần lấy ra anh lấy được question như này, xem cả cái object hơi to nhưng thôi chấp nhận. Question. Vì lúc này đề thi chúng ta đang lấy random nên là không phải đề thi nào cũng có câu hỏi. Lại thì khác ở đây bằng 1 vậy.
Đây, như thế này. Đó. Quay trở lại đây nhé. Chúng ta sẽ đi lấy như thế này. Mỗi lần lấy ra question này anh lại lấy ra được answer. Answer anh sẽ dùng tương tự như thằng kia. Answer có F này, in random này. Và anh lấy ra first. Có nghĩa là lấy ra một answer. Như thế này, ok chưa? Anh sẽ đưa cái mảng vào đây. Đó. Đây, ok chưa? Chúng ta có answer này. Answer ID này. Chúng ta có question ID này. In random order, đúng rồi. Sorry các bạn. Đây. Và chúng ta có user ID từ cái form trên cùng. Chúng ta lấy được ra user ID. Đó, xong. Đây. Ok chưa? Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng này, chúng ta mỗi lần lấy ra cái kết quả chúng ta gán vào cái bảng. Và mỗi user này chúng ta sẽ đi thi một đề và xác định cái kết quả đó ở cái này. Ok chưa? Và cuối cùng chạy xong cái này thì anh sẽ insert. Anh sẽ gọi đến cái bảng result. Insert. Insert cái biến từ ra. Chúng ta chạy thử nhé. Nếu có này. Và nếu tiếp cho nó chắc chắn. Có nghĩa là thằng này nó khác rõ. Để đảm bảo nó không bị lỗi. Đây được chưa? Đó, anh giả sử anh lấy một user thôi. Để tay. Chạy lên. Đó. Thì lúc này vào trong bảng vì sao của chúng ta. Chưa có dữ liệu. Tại sao vậy? Quay trở lại đây. À, vì chúng ta đang đi lấy random. Các bạn hiểu không? Thế nên là nó sẽ rơi vào cái cây là câu hỏi không có đề. Nó sẽ rơi vào cái cây này, này. Tức có nghĩa là cái đề nó không có câu hỏi nào. Thì anh sẽ lấy mặc định là đề số 1 đi. Test đã về dữ liệu ta, của chúng ta đã chưa chuẩn. Chạy nhanh như này à. Đó. Thì các bạn thấy là lấy ra này. Được chưa? Đó. Nhưng mà tại sao đề số 1 của chúng ta lại có ít câu hỏi vậy? Hỏi question. Tại sao đề số 1 của chúng ta dành cho user 1 nó lại chỉ có không được 50 câu hỏi vậy? Để đề ở đây đi. Chúng ta xem lý do này.
Đúng, chính xác. Nó được có hai câu à? Thì chứng tỏ là ở đây này, phần đề số 1 dữ liệu nó chưa chuẩn nên là nó đang chỉ có hai câu trả lời thôi. Chạy thử lên này. 25 câu. Vậy có trường hợp nào có câu hỏi mà lại không có câu trả lời không? Chắc là có đấy. Dữ liệu đang không chuẩn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó chuẩn. Chúng ta đã tạo xong seed rồi đấy. Bây giờ chúng ta đi làm lại. Tính toán các con số để chạy được đúng nhất. Đầu tiên anh sẽ bỏ hết dữ liệu đi. Được chưa? Anh sẽ chạy tất cả các seed đây. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra 1.000 user. Mà thôi 500 thôi. Cho nó nhanh. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra bao nhiêu câu hỏi? Chúng ta sẽ tạo ra bao câu hỏi các bạn? 1.000 câu hỏi đi. Đó, mỗi câu hỏi tương ứng sẽ có câu trả lời. Thì tương đương với 4.000 câu trả lời. Và chúng ta sẽ tạo ra bao nhiêu cái đề? Nó chỉ có 1.000 câu hỏi thôi mà mỗi câu hỏi sẽ có 25 câu thì cùng lắm sẽ chỉ được khoảng 400 đề thôi nhỉ? À 40 đề đó. Đúng không? Anh sẽ tạo ra khoảng 30 đề thôi. Than quá, dữ liệu không chuẩn đâu. Được chưa các bạn? Thì ở trong này chúng ta sẽ lấy bao nhiêu user đi thi? Chúng ta sẽ lấy 20 ông đi thi thôi. Ok chưa? Chạy nhá. Đó, câu chuyện của chúng ta bây giờ là ngồi chờ. Các bạn có hiểu phần anh đang demo không? Alo, cả lớp. Chat lên cái nào. Có hiểu không? Rồi, ok. Đây, chúng ta đang có dữ liệu rồi này. Sau khi có dữ liệu xong thì anh em mình sẽ đi viết API và làm luôn những cái việc này này. Làm luôn cái việc hôm trước chúng ta vừa nói. Vì sau này web của chúng ta nên có những chức năng như thế cho nó dễ. Để các bạn hiểu luôn, đây là cái phần việc hôm trước chúng ta nói này. Thì viết API chúng ta nhìn trên web nhìn nó sướng hơn. Lấy ra một, đây này, những đề thi nhiều nhất các thứ ấy. Giống như các bạn vào mấy web chuyện ấy, chuyện đọc nhiều nhất của tháng thì các thứ ấy. Thì những đề nào thi nhiều nhất kiểu vậy thì chúng ta sẽ có một vài cái này. Còn đằng admin của chúng ta, cái trang admin ấy, thì chúng ta sẽ làm công việc là chính là đi làm lại cái công việc seeder này này. Nhưng mà thay vì viết seeder thì các bạn sẽ viết nó ở trên giao diện UI trên trang admin với code là view và API vẫn là Laravel. Thì từ buổi sau chúng ta sẽ đi viết API và chúng ta sẽ có liên quan đến cái phần
gọi là authentication ấy. Sau này học xong Vue chúng ta sẽ làm xong. Buổi sau chúng ta chỉ đi viết API, thêm sửa xóa hiển thị danh sách, phần trang các thứ. Được chưa các bạn? Thì anh cứ đẩy cái code này lên nhé. Anh đẩy cái code này lên và các bạn chạy nó ở trên máy của mình. Sau đó nếu có vấn đề gì thì các bạn chat lên cho anh, nhưng anh nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Và chúng ta sẽ cùng test. Các bạn thay đổi những con số ở đây đi. Các bạn thay đổi cho anh những con số ở đây và chạy cho anh khoảng, dành thời gian ra chạy khoảng một thời gian để chúng ta có dữ liệu lớn. Ví dụ đây, thay đổi những con số ở đây, ví dụ như là câu hỏi các bạn tăng lên nó hơn 1.000 đi, user nữa. Ví dụ hôm trước anh bảo đây là 1.000.000 này, nhớ đó, user các bạn để bao nhiêu thành viên, đó số đề thi khoảng 1.000 đây này. Thì các bạn đi thay đổi cho anh nhá. Ok chưa? Chiều mai các bạn muốn học bù không? Nếu mà mai học bù thì chúng ta sẽ học vào khoảng 4 giờ chiều, 4 giờ đến 6 giờ tối. Lớp mình cứ vote đi, nếu mà học bù thì anh sẽ dạy bù, bởi vì là anh muốn lớp mình sẽ đứng theo tiến độ. Đang nghỉ mà cũng thi được á. Ồ các bạn ơi, nó chạy xong rồi này, khá nhanh đấy. Đây, chúng ta thử đi xem là result với cái đề thi số nhất thế này. Where exam 1 xem có đúng kết quả không? Đó, có vẻ đúng đấy. Hơi nhiều. Hơi nhiều các bạn ạ. Thì các bạn xem lại cho anh nhé. Anh cũng sẽ xem lại và anh đẩy code lên. Cái chỗ result này đang thấy hơi nhiều này. Tức là lúc mà thực án user đi thi này. Đây này. Anh hiểu rồi. À cũng đúng mà. Rồi rồi, thôi kệ nó. Rồi, ok. Anh sẽ đẩy code lên nhé các bạn nhé. Lớp mình sẽ kết thúc ở đây nhé.